chào quý vị và các bạn. Vào sáng ngày 6 tháng 4 năm 2024, Trường Trung học Phổ thông Vị Thanh phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Hậu Giang và Công ty Đào tạo Cung ứng Nguồn Nhân lực Sài Gòn tổ chức Ngày hội Tư vấn Hướng nghiệp về du học và xuất khẩu lao động sang thị trường các nước như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Qua thời gian tư vấn, hầu hết các em học sinh khối 12 của Trường Trung học Phổ thông Vị Thanh đã phần nào hiểu được các chương trình về du học và xuất khẩu lao động, đồng thời góp phần khơi dậy niềm đam mê và phấn đấu của học sinh trong quá trình học tập và thi tuyển vào các trường cao đẳng, đại học cũng như các chương trình về du học. Ngày tư vấn đã tạo điều kiện để học sinh có cơ hội tìm hiểu về các chương trình đầy ý nghĩa này, từ đó giúp các em nhận thức đúng đắn trong việc chọn hướng đi sắp tới phù hợp với bản thân học sinh, giúp các em tiếp cận, nắm bắt và hòa nhập với nhiều môi trường học tập hơn, không chỉ trong nước mà còn sang các quốc gia khác. Chương trình đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của đa số học sinh, góp phần rất quan trọng vào việc giải quyết việc làm cho lực lượng lao động trẻ trong tương lai của đất nước.